Anh em đừng quên dành vài giây vào phần mô tả like Pets Mobile và tham gia nhóm eFootball Pets Mobile Gamer, hiện mình đang là quản trị viên. Xin cảm ơn tất cả những người anh em nhé. Và đây là Florentino. Đây 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 đây. Đây Florentino. Ok, và xin chào tất cả những người anh em trở lại với channel của mình. Thì ngày nay mình sẽ làm clip review con hàng gọi là ảo nhất trong cái box lần này rồi. Max level lên tới 100 cơ. Florentino with gọi là Florentino thôi chứ còn tên không phải Florentino đâu. Ok, đầu tiên xin cảm ơn anh em Lê Tài có tài trợ cho mình quả nick này để mình làm clip review. Thì gần Tết rồi, chúc anh em Lê Tài và gia đình nhiều sức khỏe nhá. Nói chung là max over lên tới 100 cơ thì mình không biết cái độ ảo như nào nữa. 1m75, 17 tuổi, Rai Food. Những cái con hàng trẻ của Konami thường thường được búp rất là mạnh nhá. Nhưng mà phải có gọi là đẳng cấp gì thì Konami mới búp vậy chứ. Đây, Florentino with phạm vi chơi thì cũng gọi là AMSS, CM và hai hàng ngang cánh. Đã mình test luôn cho anh em xem nhá. Ok, bây giờ đến với chỉ số nhận thức tấn công 93 khá là tốt, kiểm soát bóng 98, rê bóng 99, dính bóng trong chân khi di chuyển 99, chuyển thấp 97 và chuyển bổng 91. Mất cái chuyển bổng tự nhiên tụt lùi nhỉ. Những cái chỉ số khác rất là cao nhưng mà tự nhiên chỉ số chuyển bổng chỉ có 91 thôi. Sực điểm 92 tốt, đánh đầu 75, ui đánh đầu cao hơn cả Rudo luôn. Sút phạt 89, độ xoáy 87 và tốc độ 92. Tăng tốc 99, nhanh đấy. Để lát nữa mình test cánh xem chạy ok không. Lực sút 91 cũng được. Bật nhảy 81, tỷ đè 76, tỷ đè vẫn tốt hơn Bruno. Thăng bằng 99, đấy, với cái thăng bằng này thì giữ bóng khó chịu lắm này. Thể lực 89, nói chung là nhìn qua cái chỉ số này thì mình chưa thấy được là yếu hay kém hay là giỏi chỗ nào cả. Tần suất chân công thứ 2, độ chính xác 3, phong hậu độ 5 và cản chân thứ 2. Nhìn qua chỉ số thì chưa thấy yếu với lại chưa thấy gì cả. Skill double talk, sombrero, crossover turn, cut behind turn, scott mu, snap mu, có chỗ. Ui ôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái skill để qua người luôn. 6 skill để qua người. Và có double talk thì nhiều anh em rất thích rồi. Ăn chốc phát truyền một trạm, row passing, ping pong, tạt xoáy, game benchit, ăn vạ. Nhìn qua cái skill của Wit mình hơi tiếc một chút là không có cái skill nó để shooting để shoot xa nhá. Không có skill đấy, tiếc thật sự. Với lại skill cứa lòng ngoài vòng cấm chẳng hạn. Bởi vì Hopeler mình hay sút tuyến 2 rất nhiều luôn. Style Hopeler đây. Hơi tiếc một chút không có skill sút xa. Nhưng mà mình cứ phải vào trận để xem như nào đã. Ok, bây giờ chúng ta đến với thực chiến của Florentino Wit thôi. Let's go. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp lắm, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay... Úi dồi, chết rồi, mất bóng ngay phút sau bóng đầu tiên này thì chết rồi. Ok, trận đầu tiên thì mình vẫn dùng Wit ở vị trí đó là AMF nha anh em. Chúng ta cứ gọi là Wit là Florentino thôi. Ôi, quả chọc khe quả hay đấy Wit ạ. Wit chọc khe quả tốt đấy chứ. Thì đánh giá chung một chút đó là khi mà mình mở ra Runo và mình trải nghiệm Wit ở mượn nick của người anh em Lê Tài, mình trải nghiệm Wit thì mình thấy có một số đặc điểm giống nhau như thế này. Florentino và Runo thì chơi khá giống nhau về cái khoản hoạt động rộng đấy rồi. Và đây là Florentino. Ôi trời ơi. Đường bóng thoát xuống rất nhanh nhưng phải nói là khá là sơ hở nhá. Đội bạn phòng ngự quả hơi sơ hở một chút. Và cái với cái khoảng trống như vậy thì không phải một mình Florentino mà rất nhiều cầu thủ có thể ghi bàn tình huống như vậy. Đó, chúng ta đang nói về cái khả năng hoạt động của Florentino. Về khả năng hoạt động của Florentino thì mình thấy khá là tốt, rất là nhiều. Ôi đây rồi. Cú đúp cho follow. Mình thấy hơn Runo ở một chỗ đó là cái khả năng cầm bóng của Florentino tốt hơn Runo rất nhiều nhá. Ngay chỉ số thì chúng ta đã thấy rồi. Khả năng dính bóng trong chân của Florentino lên tới 99 khi di chuyển cơ. Và thêm một cái nữa, đó là khi mà anh em thích chơi kỹ thuật thì Florentino có rất nhiều kỹ thuật và đặc biệt là double touch. Cái kỹ thuật này thì anh em nào dùng quen thì ôi giời ơi. Này nhá. Con game này hơi bựa nhá. Mình có nói phét đâu mà vẫn vào. Florentino. Ui. Ông cần Rashford kìa. Ui, hay quá hay luôn. Ui. Rashford chút cái kiểu gì nhỉ? Và thêm một cái nữa mình thấy điểm mạnh của Florentino khác
Bruno một cái là Florentino rất hay chủ động, đó là lui về. Ui, đó là lui về khi mà không có bóng nhá. Ủa anh đâu? Đi rồi. Cái gì đây? Vào hay không đấy? Lôi. Penalty. Rồi. Cãi đi, cãi nhiều vào. Ui, tên này vẫn còn cãi được. Florentino, và đây là Florentino. Rồi. 2-1 cho cao thủ Manu. Và mình không phải là một người xem Florentino thi đấu nhiều. Vậy nên là chúng ta sẽ không bàn về việc Florentino thi đấu như thế nào ở ngoài đời nhá. Mình chỉ bàn thi đấu như thế nào trong game thôi. Thì mình đánh giá được cái lối di chuyển của Florentino này di chuyển khá là rộng. Cá nhân mình thấy là như vậy, khá là rộng. Nó ngang với là Bruno rồi. Nhưng cái mình thấy tốt hơn ở Florentino nó khả năng dùng kỹ thuật. Anh em nào mà thích dùng kỹ thuật thì Florentino rất là ok. Đó. Tuy nhiên có một cái điểm yếu mà mình thấy là ở Florentino, một cái điểm yếu nó gọi là nhỏ thôi. Quánh đâu? Ui, không vào kìa. Nhưng mà vẫn là Romario. Ui, đánh đầu quả tí chết nhá. Về cái chỉ số thì khả năng đánh đầu của Florentino hơn Bruno, khả năng tinh đè hơn Bruno. Đó, nhưng mà mình thấy cái khả năng gọi là khả năng cái thể lực, đó, cái vấn đề thể lực khi mà chơi vị trí AMF thì cái đấy là cái điểm yếu của Florentino so với Bruno thôi. Còn nếu mà mình đánh giá anh em nào mở ra con hàng này nhá, mình đánh giá rất ok. Và còn một cái nữa, đó mình phải nhận xét nốt cho anh em ở cái trận đầu tiên này, đó là khả năng chuyền bổng của Florentino. Nó có đôi lúc nó gặp vấn đề một chút. Izaki đây chuyền cho Florentino. Ui. Thảm quá anh em ạ, cứ Florentino chuyền này thì không ghi bàn được là đúng rồi. Về cái khả năng chuyền bổng của Florentino đôi lúc nó hơi không chính xác một chút. Nhưng mà khả năng chuyền sệt các kiểu bán bật thì vẫn rất là ok. Khả năng sút xa thì Florentino không skill long range shooting, thế nên là đôi lúc sút xa nó cũng không thực sự là hiểm hóc. Đó, nói chung nó được cái này thì nó mất cái kia, nhưng mà mình đánh giá nhìn chung đây vẫn là một con hàng chơi ổn. Lát nữa mình sẽ test thử ở vị trí dép và vị trí chạy cánh xem. Nếu như hai vị trí đấy mà chơi ổn nữa thì đây thực sự là con hàng đáng chơi anh em ạ. Không nói so với mình không so sánh với lại các huyền thoại với các icon. Chỉ so sánh với lại bản base và bản tím thì đây thực sự là một con hàng gọi là chỉ số nó đã ảo rồi. Và cái khả năng thực chiến nó còn ảo nữa thì tội gì anh em không chơi đúng không? Đó, đấy anh em thấy không? Phút thứ 80 một chút thôi. Florentino của chúng ta đã gọi là thể lực xuống một tí rồi. Xuống đỏ rồi, gần cạn rồi. Nếu mà thể lực mà ngang Bruno bản tím này thì mình nghĩ là bá đạo đấy anh em ạ, bá đạo đấy. Thế được chấm luôn đấy. Khả năng che chắn bóng nó cũng rất ok luôn. Cú này che chắn bóng rất ok luôn anh em ạ. 7,5 điểm, 2 bàn thắng, 1 kiến tạo. Ui, kiến tạo quả ban đầu ấy à. Kính nhỉ. Đánh chặn 1 này. Chạm bóng 21 lần, chạm bóng cũng rất nhiều, cho thấy là cái khả năng gọi là hoạt động để nhận bóng, để tiếp thu bóng rồi là thu hồi rồi là phân phối rất ok luôn. Được, nói chung là mình đánh giá dùng trận đầu tiên để đánh giá một chút cho anh em về Florentino như vậy. Và trận thứ hai này mình sẽ dùng Florentino ở vị trí SS nha anh em, cặp với một CF để thử xem có ngon không, khi mà chỉ số vẫn rất là cao, 98. Xem nào, mình vẫn sử dụng sơ đồ 3-2-4-1 thôi. Và hy vọng là trận này ok. Mình nghĩ là với một hope player chơi SS ở cặp với cặp với một tiền đạo cắm thì nó trước giờ nó vẫn rất là hay rồi. Không cần nói quýt. Florentino. Ôi. Ui, tí được nha. Không có skill nào đây, shooting nó hơi thiệt thòi một chút. Quánh đầu. Hơi thiệt thòi chút anh em ạ. Này nè, dùng tí quỹ thuật nào. Ấy. Đấy, tạt dẻo phết đấy. Quánh đầu. Ui, Rashford. Có Ronaldo là ngon rồi. Nãy giờ mình tìm nick của bạn Lê Tài không có Ronaldo anh em ạ. Hơi tiếc. Florentino đây. Đây rồi. Ui. Thề luôn, ông này mà có skill long range shooting thì bá lắm anh em ạ. Ôi anh đâu. Xuất sắc. Ui. Xuất sắc luôn. Đây, Florentino tiếp. Florentino tiếp chạy rất nhanh. Chạy đấy là mình còn chưa vít gà lên đây. Ôi. Ui. Tiếc thế.
Đấy là mình còn chưa vít ga lên anh ạ. Mình mà vít ga tăng tốc thì qua đơn giản luôn. Chắn chắn rồi, tôi chắn rất tốt. Florentino. Càng đấy. Mình thấy Florentino sút phạt góc như này rất rất hay nhá. Bóng đi rất 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 chính xác luôn, nó không phải gọi là quá xoáy quá hiểm gì, nhưng mà gần như là đến đầu người băng cắt luôn ấy. Ui, chuyền quả. Anh Di Sung. Ôi giời ơi, không qua được kìa. Kỹ thuật quả rườm rà quá. Về nhà mà kỹ thuật nha. Chết rồi. Chết rồi. Ui, ui, không vào kìa. Không vào kìa. À, mình còn đội bạn còn cả ông Nhật Ito nữa anh em ạ. Nãy giờ mình không để ý có ông Nhật Ito nữa. Ui. Chuyền quả khe hay chưa kìa. Xoạc luôn. Đấy, thật xoạc luôn. Có thẻ đỏ không? Vẫn thẻ vàng. Đây, Florentino, quả này có vào không? Ôi giời ơi, bóng trúng cột. Trúng cột luôn à. Quả sút tốt nha. Quả này sút tốt. Khả năng sút phạt của Florentino thì nó chỉ ở 91-92 thôi. Nó không đúng nhỉ. 91-92 gì mình lại quên rồi. Nhưng mà mình thấy nó không cao. Nhưng mà dùng để sút thì vẫn rất ok. Ui. Tí nữa có thêm một kiến tạo cho Florentino rồi. Quánh đâu. With Florentino, with vừa truyền tình huống trước. Rafford sút không thành công. Nhưng tình huống này một cái nó vào ngay. Ngon quá, ngon quá. Ui, hai kiến tạo từ hai tình huống phạt góc rồi. Và chúng ta trước đây chúng ta có rất nhiều những tình huống dứt điểm của Florentino. Ngon, 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 ngon. Ito. Xem nào. Ui, lại xoạc kìa. Chơi gấu tê. Rồi, pen hay lỗi đây, pen hay lỗi đây. Hình như là lỗi anh em ạ, lỗi. Lỗi thì lại làm lại quả sút phạt nào. Florentino. Thờ ri không. Ui, cái gì đây? Ui, cái gì đây? Đừng thua nhá, đừng thua nhá. Ôi rồi rồi rồi, win. Đội bạn không chịu được sức ép. Căng. Nhưng mà mình phải công nhận trận này Florentino chơi rất hay luôn. Sút rất nhiều, hai kiến tạo và một bàn thắng. Rồi, nói chung là đánh giá qua một chút về vị trí test. Ngon, 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 ngon. Còn bây giờ là chạy cánh đây. Mình sẽ test thử cả hai cánh RVK và LVK. Rồi bạn 4-2-2-2 à, Anderson à. Rồi, trận hiệp 1 mình sẽ chạy cánh phải và hiệp 2 mình cho chạy cánh trái nhá. Ngon, ơ kìa, xả sút quả mượt chưa kìa. Vít ga. Alexander đâu, từ từ đợi quýt. Ui. Trận này khoét cánh phải, hiệp 1 khoét cánh phải, hiệp 2 khoét cánh trái. Ui. Và nãy giờ mình thấy có vấn đề hơi giật giật nhá. Nãy giờ thấy vấn đề hơi giật giật một tí đấy. Đấy, giật. Ở Linh. Chuyển đầu đây. Ngon, mình xin. Chuyển vậy thì mình xin. Ôi, ui giật giật gì đây? Giật này chết rồi. Đây. Quánh đâu? Ui, Marcus Rashford. Trời ơi, tiếc. Neymar. Từ, đốc bờ thoát quả. Ui, delay không làm được luôn kìa. Nhận mãi không làm được kìa. Bữa thế. Game chán quá. Không biết là do mạng mình hay là do mạng đội bạn nữa. Ở Linh Hà Lan. Chết xong rồi. Thủ quả này thì chết rồi. Ui. Ngon. Buồn làm chi em ơi. Quánh đầu. Hết duyên rồi cũng phải tan. Ngỡ duyên mình bên lâu. Ui ngon. Florentino chặn quả ngon đấy. Mà có Rashford. Ui không sút à. Không sút ngon. Ai ngờ thì lại xa cách nhau, chẳng rơi trên mái đầu. Ơi, à, kia sao âu sầu. Nói chung là mình thấy là cái khả năng hoạt động ở bên cánh của Florentino khá là ok nhá. Lên xuống khá là nhịp nhàng đấy. Nó không kiểu gọi là ăn sẵn hoặc là không kiểu gọi là bám biên quá, mà nó cũng không gọi là thấp quá. Nó gọi là ok. Mình thấy được cái khoảng cách giữ vị trí như vậy mình thấy rất là ổn nhá. Với bạn nào mới chơi thì nó vẫn rất dễ chơi luôn. Nhiều cầu thủ nó bám cánh quá, kiểu đợi bóng đến cánh thì mới chạy thôi. Còn Florentino chơi lùi khá sâu để nhận bóng. Mỗi lần mà không có bóng thì lùi khá sâu. Đây, Florentino tốt. Vít.
Tạt tiếp. Quánh đầu tiếp. Ui, Rashford. Hai quả tạt của Florentino rất chuẩn, nhưng nếu là Ronaldo hay cầu thủ đánh đầu tốt khác thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh khác hay em khác ạ? Chết rồi, không biết ai khác nữa. Neymar. Đấy rồi. Ui. Đây 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 đây. Đây rồi. Ui. Ngon 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 ngon. Ui kìa. Ui, chân không thuận luôn. À, chân không thuận luôn. Chân không thuận một nháy luôn ạ. Đúng phút cuối hiệp 1. Rồi, giờ là thay. Vẫn giữ Rashford lại chạy cánh cho nó nhanh. Cho Florentino sang cánh trái vậy. Ngon đấy, ngon đấy chứ, ngon đấy chứ. Ơi, sợi. Ơi, đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ý sợi ơi. Đã bao tháng năm không gặp nhau. Florentino. Nhớ em, nhớ em. Ui, 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 hay, 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 hay. Ui, đẩy quả bóng hơi dài một tí. Đẩy, 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 đẩy lùi lại một tí nữa thì ngon rồi. Vít tiếp, vít tiếp. Đuổi, 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 hộ cái, đuổi, hộ cái. Đuổi, hộ cái. Ui, khỏe, 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 khỏe nhá, khỏe nhá. Không được, khỏe quá. Đấy, đây rồi. Rồi. Ơ, tuyệt vị, tuyệt vị, tuyệt vị. À, quả đấy Rashford đứng sâu thế. Xấu quá. Dừng chân trên bến khi trời nắng chưa bay. Đoàn xe thấp thoáng tà áo tung bay. Phố xa đông vui đón chân nhau đến nơi này. Ô oh! Sao nhỉ? Cứ hát hay là nói một cái là vào luôn. Bruno. Sang cánh này có vẻ hơi khó hoạt động một tí anh em ạ. Đội bạn bè cánh này có vẻ tốt hơn cánh kia. Ui, không sút được. Nhìn chung là chạy cánh vẫn rất ổn nhá. Chạy cánh ổn, AMF ổn, SS ổn. Anh em nào mở ra thì xin chúc mừng. Ui, giời ơi. Sao nào? Ui, tư thế khó vậy mà truyền vẫn trong sân kìa. Tốt, tốt, tốt. Truyền quả tốt đấy. Truyền quả tốt cực kỳ đấy. Quánh đâu? Ui, giời ơi. Bruno. Đấy anh em thấy không, lùi rất sâu để gọi là nhận bóng mỗi lúc không có bóng. Chứ kiểu ăn sẵn thì có mà dở rồi, ăn sẵn thì chết rồi. Mà Rashford. Ewin. Rồi. Lên bóng cuối cùng phút 87-88 rồi. Đợi 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 Florentino chạy lên, đợi Florentino chạy lên. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi. Quánh đâu, ui. Còn vẫn còn. Và đây là Florentino. Gol. Phút cuối cùng. Oh. Úi dồi ôi. Như vậy là trận này Florentino ghi 2 bàn, 1 bàn ở phút cuối hiệp 1 và 1 bàn ở phút cuối hiệp 2. Ui giời ơi. Ai mà đỡ nổi. Rồi, nhìn chung là mình đánh giá đây là một con hàng rất ngon đấy. Nếu anh em nào mở ra mà không thích chơi Icon mà chán Icon rồi, chán huyền thoại rồi thì anh em có thể trải nghiệm nhá. Thực sự là đáng đồng tiền bát gạo vậy. 100 coin bỏ ra rất là xứng đáng luôn. Ok anh em xem qua một chút thông số và xin chào và gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. Bye bye.